Xin chào mừng quý anh chị đã đến với livestream của nhà sành Đồ Xin. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Xin sẽ giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm quần short, toàn bộ đều là hàng mới về, đồng giá là 150k trên một sản phẩm bất kỳ. Và quý anh chị mua từ 2 sản phẩm trở lên sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý anh chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Đồ Xin tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Xin là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên xin được giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần short kaki. Và em này thì sẽ là thiết kế trong màu ghi đậm. Và bác nào mà yêu thích những cái thiết kế tối giản thì có thể lựa cho em này, vì là cái thiết kế của mình nó không có quá nhiều là các cái họa tiết ở bên trên. Em này thì sẽ có mã là C378, chiều dài là 45, bụng là 64-82 và ống thì sẽ là 29cm. Quý chị thường mặc quần size từ 23-31 thì có thể lựa cho em này, độ mới rất là cao luôn. Và chất liệu thì sẽ là chất kaki không co giãn này. Với sản phẩm này thì các bác mặc lên đúng chuẩn chỉnh form dáng của sản phẩm luôn. Hai bên thì vẫn đảm bảo là đầy đủ túi chéo cũng như là túi vuông ở đằng sau, để các bác đi ra ngoài mình có thể là mang theo ví tiền, điện thoại. Cạp chu này co giãn rất là tốt, và những cái phần cạp của nó lên khoảng là 4-5 phân cho quý chị thì khi mà các bác mặc lên nó sẽ rất là chắc chắn. Em này thì sẽ có mã là C378, một thiết kế quần short chất vải kaki. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những mặt hàng cả kaki cả thể thao luôn. Nên là hy vọng quý chị chúng ta sẽ xem hết phiên live ngày hôm nay để các bác lựa ra những sản phẩm nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm nữa, cũng là một con quần short kaki. Em này thì sẽ là cái tông xám màu một chút này, nó sẽ là cái kiểu tông màu ghi sáng. Đây lại cần một chút để quý chị có thể là coi kỹ hơn cái màu sắc của sản phẩm. Quý chị coi trên live như nào thì bên ngoài sản phẩm nó tương tự như vậy luôn. Em này thì sẽ có mã là C379, chiều dài là 50, bụng là 78 và ống thì là 35cm. Em này sẽ dành cho bác nào thường mặc quần size 29 này. Chất vải rất là đẹp luôn, chất mềm mịn thoáng mát, các bác mặc lên thấm hút mồ hôi tốt. Và quý chị chúng ta yên tâm là với cái chất liệu này các bác giặt rũ thoải mái này, cũng không lo chất liệu của mình nó bị bay bị nhão. Và đây thì sẽ là một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu The North Face. Đây cho các bác chúng ta coi tem mác chính hãng của thương hiệu này. Thương hiệu này thì cũng được quý chị chúng ta sử dụng rất là nhiều luôn. Đây là một thương hiệu thời trang của Mỹ. Và quý chị có thể là coi lại một lần nữa form dáng của sản phẩm. Em này là một con quần rất là trẻ trung luôn. Bác nào mà thường mặc quần size 29 thì có thể là nhanh tay lựa cho em này. Cái phần cạp của mình nó là cạp chu này, và còn có thêm một cái dây đai ở bên trên để cho các bác có thể là tự do mình điều chỉnh được cái phần cạp. Nên là các bác yên tâm mặc em này rất là dễ để chúng ta có thể được vừa vặn. Mã thì sẽ là C379 này. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần với tông màu nâu. Em này thì cũng là một thiết kế suông trơn đơn giản thôi. Mã sản phẩm sẽ là C380, chiều dài là 46, bụng là 56-78 và ống thì sẽ là 30cm. Với sản phẩm này thì các bác mặc quần size khoảng là từ 19-29 là đều có thể vừa vặn với em này. Cũng là một con quần short kaki độ mới rất là cao. Và cái tông màu nâu này thì nó cũng là cái tông màu rất là trẻ trung năng động này, và cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Em này rất là đẹp luôn. Cái form dáng của mình thì nó sẽ là thiết kế form suông ống tương đối rộng rãi này. Chất vải thì sẽ là chất kaki không có giãn, để lại gần cho các bác có thể là coi kỹ hơn chất liệu của mình. Chất cực kỳ đẹp, nhà sành Đồ Xin bao chất cho các bác này. Mã C380. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Đồ Xin. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một cái thiết kế quần rất là đẹp. Bác nào mà yêu thích những sản phẩm quần có họa tiết một chút thì có thể lựa cho em này. Cái thiết kế của nó sẽ là tông màu đen phối với cả ghi. Đây các bác có thể là coi gần một chút để chúng ta có thể ngắm kỹ hơn những cái thiết kế chi tiết bên trên sản phẩm. Mã hàng của em này sẽ là C381, chiều dài là 55, bụng là 62-82 và ống sẽ là 28cm. Size từ 22-31 là các bác có thể mà vừa. Nhìn chung thì những cái sản phẩm quần short cạp chu thì rất là dễ để sử dụng luôn, nên là các bác chúng ta cũng không cần quá lăn tăn mà chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm này. Em này thì nó sẽ là chất vải mềm, mặc rất là mát luôn. Với sản phẩm này thì rất là thích hợp để quý chị có thể lựa chọn mình mặc hàng ngày ở nhà này, mặc đi ngủ, hoặc là các bác lựa em này chúng ta mặc đi tập luyện thể dục thể thao buổi sáng cũng rất là ok. Độ thấm hút mồ hôi của em nó rất là tốt này. Mã C381 và em này cực kỳ mới luôn. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần chất vải kaki với tông màu của mình nó sẽ là tông màu sạc, tông màu ghi, và nó sẽ là cái họa tiết dằn di. Đây các bác có thể là tự mình chúng ta quan sát được cận chất cũng như là kỹ hơn các cái thiết kế chi tiết của sản phẩm. Và cái sản phẩm của mình thì nó sẽ là thiết kế quần túi hộp này. Bao giờ những cái sản phẩm quần túi hộp thì nó cũng mang một cái phong cách rất là trẻ trung. Em này thì sẽ có mã là C382, chiều dài là 61, bụng là 86 và ống thì sẽ là 31cm. Size của sản phẩm là size 33, cũng là một cái thiết kế quần form dáng rất là rộng rãi thoải mái cho quý chị chúng ta lựa
lựa chọn chất liệu thì các bác yên tâm để dành đồ xin bao chất cho mình, đảm bảo là xác nhận hàng về mình rất là ưng ý chất liệu của các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Em này cực kỳ dày dặn luôn, và những cái phần túi hộp của nó thiết kế cũng rất là xịn sò này. Các bác có thể là đi ra ngoài mình đựng theo đồ đạc hoặc là ví tiền điện thoại, mà đằng sau này cũng là những cái thiết kế túi vuông rất là rộng rãi. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là C382, em này cũng rất là mới. Và những cái sản phẩm của nhà Sành Đồ Si thì sẽ có bảng thông số đi kèm ở phía bên tay trái màn hình. Các bác có thể là chủ động theo dõi để chúng ta lựa ra những cái sản phẩm sao cho nó vừa mặt với số đo cơ thể. Và những cái thông số này thì nhà Sành Đồ Si đo thủ công nên có thể sẽ chênh lệch khoảng 1-2 cm, mà nó cũng không đáng kể. Các bác chúng ta chủ động chúng ta lựa chọn sao cho những cái sản phẩm nó vừa mặt nhất với cái số đo cơ thể của mình. Rồi chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con quần short trơn với tông màu xanh than. Mã sản phẩm là C383, chiều dài là 54, bụng là 82 và ống thì sẽ là 23 cm. Em này thì dành cho bác nào thường mặc quần size 31 này. Cái sản phẩm này thì nó là suông trơn đơn giản rồi, quý chị nào yêu thích cái phong cách tối giản thì chúng ta lựa em này thôi. Cái form dáng của mình thì nó sẽ hơi ôm một chút nên là đảm bảo cho các bác mặc lên nó vừa gọn gàng, vừa đảm bảo cho mình là mặc nó thoải mái dễ chịu. Còn chất liệu thì cũng vẫn là cái chất vải kaki mềm, nó chất rất là đẹp và nó sẽ là hàng không co giãn này. Bác nào mà yêu thích tông màu xanh than thì có thể là lựa ngay cái sản phẩm này. Mã của mình sẽ là C383 và em này thì sẽ là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Uniqlo. Thương hiệu này là một thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Bác nào mà chúng ta thường xuyên theo dõi nhà Sành Đồ Si chắc hẳn là biết đến cái thương hiệu này luôn. Mã sẽ là C383. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần với tông màu xanh rêu, một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta lựa chọn rất là nhiều. Em này thì sẽ là cái form quần ngố này và nó cũng là cái thiết kế túi hộp nên sản phẩm này của mình cũng là một cái thiết kế rất là trẻ trung năng động để cho các bác chúng ta lựa chọn. Mã sản phẩm là C384, chiều dài sản phẩm là 74 này, bụng là 76-84 và ống thì sẽ là 22 cm. Quý chị mặc quần size từ 28-32 thì có thể lựa chọn em này. Độ mới sản phẩm rất là cao luôn. Bác nào yêu thích những cái quần nó dài một chút thì các bác mặc lên nó lịch sự nhã nhặn, để quý chị không những mặc hàng ngày mà các bác còn mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi được, thì các bác có thể là lựa ngay cho mình cái sản phẩm này, mã C384. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là thiết kế quần với tông màu xanh dương. Đây cũng là cái tông màu rất là nổi bật để các bác sử dụng trong thời tiết mùa hè. Mã sản phẩm là C385, chiều dài là 51, bụng là 76 và ống thì sẽ là 23 cm. Size của sản phẩm là size 28 này. Cái sản phẩm này của mình thì cũng là một cái thiết kế suông trơn đơn giản rồi, cũng không có quá nhiều họa tiết gì ở bên trên cả. Bác nào mà chúng ta cứ vừa vặn với sản phẩm thì chúng ta đặt hàng thôi. Em này rất là dễ mặc, dễ dùng. Và đây thì cũng là một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo luôn. Với những cái dòng sản phẩm của thương hiệu Uniqlo thì bao giờ cũng thiết kế rất là tối giản, nhưng mà cái chất liệu của họ thì lại rất là đảm bảo cho mình. Và những cái dòng sản phẩm này thì cái độ và cái tính năng ứng dụng của nó rất là cao, nên là các bác chúng ta cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Mã sản phẩm sẽ là C385. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một con quần chất vải kaki này. Em này thì là tông màu nâu nhạt và sẽ là một thiết kế túi hộp ở hai bên. Đây là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Fila. Fila thì cũng là một thương hiệu thời trang của Mỹ. Mã sản phẩm sẽ là C386, chiều dài là 48, bụng là 68-82 và ống thì sẽ là 32 cm. Em này thì các bác mặc quần size nhỏ hơn 31 là có thể vừa vặn với sản phẩm rồi. Thiết kế cạp chun và sẽ có thêm là một cái phần khóa cài như này để cho quý chị chúng ta sử dụng cũng rất là thuận tiện để cho mình dùng. Mã thì sẽ là C386, độ mới sản phẩm rất là cao. Và các bác coi trên live tôi đã thấy là cái sản phẩm của mình form dáng rất là chuẩn chỉnh rồi. Vì em này nó là cái chất vải kaki dày dặn này. Em này thì sẽ là hàng không có giãn, một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Fila. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần với tông màu xanh rêu và cũng là một sản phẩm quần túi hộp luôn. Mã sản phẩm là C387, chiều dài là 59, bụng là 70 và ống thì là 26 cm. Em này thì sẽ có size là size 25 này. Và đây thì cũng là một sản phẩm đến từ nhà Uniqlo. Và ngày hôm nay chúng ta cũng có khá là nhiều các sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo, có tag mark đầy đủ chính hãng, nên là các bác chúng ta cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Bác nào yêu thích tông màu xanh rêu thì có thể lựa ngay hôm nay. Cũng là một cái thiết kế rất là tối giản basic để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Sản phẩm này các bác mặc đi chơi cũng rất là đẹp này, rất là lịch sự. Mã sản phẩm là C387. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là những cái thiết kế quần short thể thao. Em này thì sẽ có mã là C388, chiều dài là 62, bụng là 72-88 và ống thì sẽ là 24 cm. Size của sản phẩm là 26-34. Các bác có thể mặc vừa. Em này thì sẽ là một con quần short thể thao tông màu đen trơn, hai bên sẽ có hai cái đường kẻ viền cho quý chị chúng ta sử dụng. Cũng là một cái thiết kế rất là cơ bản basic. Form dáng của mình thì nó sẽ là thiết kế form suông hơn
hơi ô một chút, nên là các bác mặc lên nó sẽ tương đối là gọn gàng. Và với những cái tông tối màu, đặc biệt là tông màu đen, thì các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau rồi. Em này có mã là C388 độ mới cũng rất là cao. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần short thể thao với tông màu trắng này. Cho bác nào yêu thích những cái tông xám màu một chút thì các bác có thể lựa cho em này một thiết kế đến từ nhà ASICS. Đây là một thương hiệu thời trang thể thao của Nhật Bản. Chúng ta có logo của ASICS được thêu rất là nét ở bên trên ống quần luôn. Mã thì sẽ là C389, chiều dài là 42, bụng là 64-78 và ống thì sẽ là 32cm. Size của sản phẩm sẽ từ 23-29 là các bác có thể mặc vừa. Quý chị chúng ta yên tâm là cái tông màu trắng này rất là dễ sử dụng này. Cái nhược điểm duy nhất là nó dễ bám bụi bẩn thôi, nhưng mà với cái chất vải thể thao này rất là dễ để vệ sinh. Và các bác có giặt rũ máy giặt thoải mái này cũng không lo chất liệu của mình bị bay bị nhão đâu, thì là các bác chủ động không cần phải lăn tăn khi mà chúng ta lựa cho em này mã C389. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần short thể thao có họa tiết chấm bi. Đó, bác nào mà yêu thích những sản phẩm nó có họa tiết một tí thì có thể là lựa cho em này, cũng là cái tông màu trung tính thôi, rất là dễ mặc dễ dùng. Mã C390, chiều dài là 47, bụng là 70-100 và ống thì sẽ là 28cm. Size của sản phẩm là từ 25-40. Những cái sản phẩm quần thể thao thì chất liệu rất là ok rồi, những cái chất liệu rất là mềm mịn thoáng mát để các bác có thể sử dụng trong mùa hè. Và với những cái dòng sản phẩm quần short thể thao thì các bác có thể mặc hàng ngày này, mặc đi ngủ, hoặc là quý chị chúng ta mặc đi tập luyện thể dục thể thao, đi đạp xe, chạy bộ buổi sáng này đều rất là ok. Em này sẽ có mã là C390, toàn bộ các mặt hàng ngày nay độ mới cũng rất là cao, vì là các bác chúng ta cũng tranh thủ chúng ta đặt hàng. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần short đến từ thương hiệu Fly Out. Em này thì chất nó kiểu như là gần như là cái chất vải gió này. Bác nào mà muốn mặc những cái sản phẩm mà nó nhẹ thì các bác có thể là lựa em này của nhà Fly Out. Mã là C391, chiều dài là 41, bụng là 72-90 và ống thì sẽ là 34cm. Size của sản phẩm sẽ là 26-35, các bác có thể sử dụng. Em này thì sẽ là thiết kế cặp chun co giãn này, bên trong thì có thêm cả dây đai để cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cặp. Mặt đằng sau mình có thiết kế túi vuông làm rất là cẩn thận luôn. Nó còn có thêm cả một cái phần túi có khóa kéo để các bác đựng đồ không lo bị rơi bị mất. Miệng túi bên trong này thì có miếng dính này. Đó, nói chung là làm rất là cẩn thận cho mình. Mã C391 dành cho bác nào yêu thích tông màu hồng đậm này thì các bác có thể lựa chọn em này của nhà Fly Out. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần short thể thao thiết kế rất là cơ bản với tông màu trắng vòng dáng suông. Mã sản phẩm thì sẽ là C392, chiều dài là 48, bụng là 64-74 và ống thì sẽ là 29cm. Em này có size là từ 23-27, các bác có thể mặc vừa. Chất liệu của mình nó sẽ là chất vải thể thao rất là thoáng mát luôn. Đây, lại gần cho các bác chúng ta coi kỹ cái chất liệu này, nó sẽ là chất có vải, chất liệu vải lỗ, các bác mặc đi tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt là bác nào mà chúng ta vận động nhiều này không lo là bị bí gì cả. Mã thì sẽ là C392, quý chị chúng ta yêu thích tông màu trắng thì có thể là lựa ngay sản phẩm này. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con quần short thể thao tông màu trắng luôn. Em này thì sẽ là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Adidas này. Nhắc đến những dòng thời trang thể thao thì mình không thể nào mà không nhắc đến Adidas được. Đây là một thương hiệu thời trang thể thao cực kỳ lớn trên thế giới. Và mã sản phẩm của em này thì sẽ là C393, chiều dài là 46, bụng là 62-70 và ống thì sẽ là 32cm. Size của sản phẩm sẽ từ 22-25 là các bác có thể mặc vừa. Chúng ta có cái thiết kế 3 đường kẹt sọc, đây là cái thiết kế đặc trưng của nhà Adidas rồi. Toàn bộ các cái phần số này cũng như là logo và tên thương hiệu nó sẽ là thiết kế hình in, nhưng mà chất lượng in cực kỳ xịn luôn, nên là các bác yên tâm không bao giờ mình lo cái sản phẩm của mình bị bong chóc này. Và em này độ mới thì rất là cao, nên là bác nào yêu thích những dòng sản phẩm của nhà Adidas thì có thể lựa ngay em này. Mã của sản phẩm là C393. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần short thể thao tông màu đen, cũng là một cái thiết kế rất là cơ bản. Đây thì sẽ là một sản phẩm chính hãng của nhà Nike. Nike thì là một thương hiệu thời trang thể thao lớn nhất trên thế giới rồi. Và mã của sản phẩm này thì sẽ là C394, chiều dài là 44, bụng là 86-114 và ống thì sẽ là 36cm. Em này có size là 33-47, các bác vẫn có thể mặc vừa, vì là cái phần cạp chun của mình nó là cái chun rất là xịn, nó co giãn rất là tốt này. Bên trong thì còn có thêm một cái dây đai để cho các bác chúng ta điều chỉnh cái phần cạp cho nó vừa vặn hơn với số đo vòng bụng của mình. Mã sản phẩm thì sẽ là C394, một con quần chính hãng của thương hiệu Nike. Và nhà sành đồ gì thì cũng cam kết với mình toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng, nên là các bác chúng ta yên tâm. Chất thể thao của em này rất là đẹp, cực kỳ mềm mịn thoáng mát luôn, các bác sử dụng rất là bền này, và mình có giặt giũ thoải mái thì cũng không lo chất liệu là nó bị bay bị nhão. Đó, mã sẽ là C394. Chúng ta đến với sản
phẩm tiếp theo cũng là một con quần thể thao với tông màu đen luôn. Em này thì cũng lại là một sản phẩm của thương hiệu Nike này, một thiết kế rất là đẹp. Mã sản phẩm là C395, chiều dài là 46, bụng là 58-76 và ống thì sẽ là 24cm. Em này thì quý chị chúng ta mặc quần size 20-28 là có thể mặc vừa. Form dáng của em này thì nó cũng là cái form suông ống tương đối rộng rãi thoải mái này. Em này mặc lên thì rất là vừa vặn và cái độ mới của em này cực kỳ cao. Mã sản phẩm là C395, một sản phẩm chính hãng của nhà Nike. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo cũng là một sản phẩm quần với tông màu đen luôn. Em này thì sẽ có mã là C396, chiều dài là 49, bụng là 78-84 và ống thì sẽ là 27cm. Size của sản phẩm sẽ từ 29-32 là các bác có thể mặc vừa. Em này thì thiết kế suông chưa đơn giản chỉ với cái tông màu đen thôi. Vì chị nào yêu thích những cái phong cách tối giản nhẹ nhàng thì có thể lựa cho em này. Tuy nó là cái thiết kế rất là đơn giản nhưng lại được cái là các bác có thể phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Đó, cạp thì là cạp chun co giãn và còn có cả dây đai bên trong để cho mình điều chỉnh phần cạp. Chất vải thể thao thì rất là dễ sử dụng rồi nên là các bác chúng ta cũng không cần quá lăn tăn khi mà lựa chọn những cái sản phẩm quần short này. Đây sẽ là những cái thiết kế rất là cần thiết cho quý chị trong cái thời điểm mùa hè năm nay, đặc biệt là cái thời tiết nó đang rất là nắng nóng rồi. Mã của em này thì sẽ là C396 này. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần short thể thao với tông màu trắng. Em này thì sẽ là một sản phẩm của nhà Diadora. Để cho các bác chúng ta coi tên thương hiệu cũng như là logo được thêu ở trước ở bên trên ống quần này, và mặt đằng sau này mình còn có nguyên tắc mác của nhà Diadora luôn. Cho bác nào chưa biết thì Diadora là một dòng thương hiệu thời trang thể thao của Ý và mã của sản phẩm này sẽ là C397, chiều dài là 45, bụng là 64-74 và ống thì sẽ là 30cm. Em này thì bác nào thường mặc quần size từ 23-28 thì các bác có thể mặc vừa, một con quần thể đậm chất thể thao luôn. Đó, và bác nào yêu thích tông màu trắng thì chúng ta nhanh tay lựa cho em này, một sản phẩm chính hãng của nhà Diadora và cái độ mới của sản phẩm này còn rất là cao này. Chúng ta còn nguyên tắc mác của thương hiệu luôn. Mã sản phẩm là C397. Và tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm họa tiết chấm bi. Em này thì là họa tông màu đen. Mã sản phẩm là C398, chiều dài là 44, bụng là 66-78 và ống thì sẽ là 28cm. Size của sản phẩm sẽ từ 24-29 là các bác có thể mặc vừa. Em này cũng là một cái sản phẩm rất là dễ mặc, dễ dùng nên là bác nào chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà Sành Đồ Si. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con quần short thể thao với tông màu trắng này. Ngày hôm nay chúng ta cũng có khá nhiều các sản phẩm tông sáng mau, đặc biệt là cái tông màu trắng này mà cũng rất là đẹp, rất là trẻ. Mã sản phẩm là C399, chiều dài là 46, bụng là 50-70 và ống thì sẽ là 29cm. Các bác mặc quần size nhỏ hơn 25 thì có thể lựa cho em này. Chúng ta có một cái logo của một đội bóng ở bên trên ống quần này. Đó, chất thể thao thì rất là đẹp luôn nên là các bác chúng ta cứ yên tâm chúng ta lựa chọn mã C399. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con quần short tông màu đen và nó sẽ có cho các bác là hai cái đường kẻ dọc trắng dọc đỏ cũng như là những cái phần thiết kế thêm ở bên dưới này. Đây các bác có thể là tự mình chúng ta quan sát các cái chi tiết của sản phẩm. Em này thì sẽ là một sản phẩm của nhà Mizuno. Đây là một thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Chúng ta có logo và tên thương hiệu được thêu rất là nét trên ống quần luôn. Mã sản phẩm thì sẽ là C400, chiều dài là 54, bụng là 64-76 này và ống thì sẽ là 27cm. Size của sản phẩm là từ 23-28, các bác có thể mặc vừa. Em này thì sẽ là thiết kế suông chưa đơn giản thôi. Tông màu chủ đạo là tông màu đen, cái tông màu cực kỳ truyền thống rồi. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì cũng nhanh tay là chốt đơn với Sành Đồ Si, một thiết kế chính hãng của nhà Mizuno. Mã sản phẩm thì sẽ là C400. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần với tông màu xanh than này. Em này thì là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Adidas, thương hiệu thời trang thể thao lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau mỗi nhà Nike thôi. Em này thì sẽ có mã là C401, chiều dài là 54, bụng là 80-86 và ống thì sẽ là 24cm. Size của sản phẩm là sẽ là từ 30-33, các bác có thể mặc vừa. Một con quần chính hãng của nhà Adidas cũng rất là đẹp, với cái tông màu của mình sẽ là cái tông tối màu. Bác nào yêu thích những cái thiết kế nó tối giản nhẹ nhàng thôi thì có thể lựa cho em này. Và phải giới thiệu một chút cho quý chị là cái chất liệu của thể thao của em này nó sẽ là cái chất vải khá là dày dặn nên là các bác mặc em này lên thì nó sẽ rất là chuẩn chỉnh form dáng cho mình. Logo và tên thương hiệu là thêu rất là nét ở bên trên ống quần luôn. Mã sẽ là C401 này. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng lại là một con quần đến từ nhà Adidas luôn. Em này thì sẽ là thiết kế tông màu trắng này và vẫn lại là ba cái đường kẻ
cái đặc trưng của nhà Adidas. Mã sản phẩm là C402, chiều dài là 51, bụng là 88-94 và ống thì sẽ là 25cm. Size của sản phẩm là từ 34-37. Và bác nào yêu thích tông màu trắng thì có thể là lựa ngay cái sản phẩm này của nhà Adidas. Độ mới cũng rất là cao luôn, tag mang đầy đủ chính hãng, nó sẽ là nằm ở bên trên cặp quần này. Mã rất là C402. Thông số quý chị có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con quần của thương hiệu Nike. Mã sản phẩm là C403, chiều dài là 42, bụng là 60-70 và ống thì là 30-33cm. Size sẽ từ 21-25 này. Cũng lại là một sản phẩm quần short thể thao rất là đẹp, chất cực kỳ là đanh này. Và các bác chúng ta yên tâm giặt giũ thoải mái cho mình, không lo chất liệu của mình bị bay bị nhão luôn. Chất vải có cái độ dày dặn vừa phải để các bác chúng ta mặc lên nó vừa chuẩn chỉnh form dáng, vừa thoải mái dễ chịu để mình mặc trong mùa hè năm nay. Mã C403, một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Nike. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con quần short thể thao tông màu ghi. Mã sản phẩm của mình sẽ là C404, chiều dài là 48, bụng là 76-88 và ống thì sẽ là 25cm. Size của sản phẩm là từ 28-34. Các bác có thể lựa chọn. Hai bên ống quần của em này thì nó sẽ là thiết kế vải lỗ này, để các bác có thể là lựa em này mình đi tập luyện này, hoặc là các bác đi chạy bộ đạp xe, không lo là nó bị bí, mặc cực kỳ thông thoáng luôn. Mã C404. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần với tông màu trắng. Em này thì sẽ có mã là C405, chiều dài là 45, bụng là 70-84 và ống thì sẽ là 30cm. Size của sản phẩm là từ 24-32. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Umbro. Đây, chúng ta có logo của nhà Umbro được in ở bên trên ống quần. Đây là thương hiệu thời trang của Anh. Và cái sản phẩm của mình tông chủ đạo sẽ là tông màu trắng. Bên trên ống quần thì sẽ có cho quý chị là một cái đường kẻ đỏ này. Mã C405 cũng là một con quần thể thao trông rất là trẻ trung năng động để cho quý chị chúng ta lựa chọn. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một thiết kế quần với tông màu trắng này. Em này thì sẽ là cái thiết kế với cái chất rất là mềm mịn, một sản phẩm của nhà Adidas. Mã sản phẩm thì sẽ là C406, chiều dài là 41, bụng là 98-108 và ống thì sẽ là 31cm. Em này có size từ 39-44 là các bác có thể mặc vừa, để cho các bác chúng ta coi tem form dáng của sản phẩm này. Quý chị nào chúng ta yêu thích tông màu trắng cũng như những sản phẩm của nhà Adidas thì có thể lựa chọn em này, mã C406. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần với tông màu xanh nước biển. Em này thì sẽ có mã là C407, chiều dài sẽ là 57, bụng sẽ là 72-84 và ống thì sẽ là 31cm. Size của sản phẩm là từ 26-32. Đó, bác nào yêu thích những cái tông màu trẻ trung năng động thì lựa em này cũng là sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Cái form dáng của mình thì nó sẽ là thiết kế form suông ống rộng. Chúng ta có những cái tiết có cái chi tiết là hình thêu ở bên trên ống quần này. Đây sẽ là một con quần thể thao bóng rổ. Đây cho các bác chúng ta coi, một thiết kế đến từ thương hiệu 3 Point. Mã sản phẩm là C407. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần short thể thao với tông màu ghi. Em này thì sẽ có mã là C408, chiều dài sản phẩm là 60, bụng là 90-98 và ống thì sẽ là 33cm. Size của sản phẩm là từ 35-39 này. Em này thì cũng là một sản phẩm đến từ thương hiệu Diadora. Đây cho các bác chúng ta coi logo của nhà Diadora này. Như đã giới thiệu thì Diadora là một thương hiệu thời trang thể thao của Ý. Và mã của sản phẩm này sẽ là C408, chất thể thao rất là dày dặn luôn. Bác nào yêu thích những sản phẩm mặc lên nó chuẩn chỉnh phong dáng thì có thể lựa ngay cái sản phẩm này. Với tông màu ghi cũng là những cái tông màu mà các bác chúng ta yêu thích và lựa chọn sử dụng rất là nhiều. Mã sản phẩm là C408. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một thiết kế với tông màu ghi đậm. Nhìn chung thì cũng là cái tông tối màu thôi, rất là dễ để sử dụng. Và mã của sản phẩm sẽ là C409, chiều dài là 53, bụng là 60-78 và ống thì sẽ là 27cm. Size của sản phẩm là từ 21-29, các bác có thể mặc vừa. Đây là một thiết kế của nhà Kepa USA. Để cho các bác chúng ta coi tên cũng như logo của thương hiệu này in được. Đây sẽ là thiết kế hình thêu ở bên trên ống quần. Mã C409, em này độ mới cũng rất là cao. Bác nào yêu thích những cái tông tối màu thì có thể là lựa ngay cái sản phẩm này của nhà Kepa. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế với tông màu xanh than, một sản phẩm của thương hiệu Descente. Đó, chúng ta có logo này, dưới đây thì sẽ là cái dòng
chữ nó sẽ là hình in. Mã sản phẩm là C410, chiều dài là 48, bụng là 58-78 và ống là 24cm. Size của sản phẩm sẽ từ 20-29. Em này cũng là một sản phẩm chất thể thao dày dặn. Bác nào yêu thích những cái chất liệu mà mặc lên nó chuẩn chỉnh form dáng thì có thể lựa cho em này. Với cái tông màu xanh thang này thì cũng là cái tông màu rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần với tông màu đen. Mã sản phẩm là C410, chiều dài là 48, bụng là 72-84 và ống thì sẽ là 28cm. Size của sản phẩm là từ 26-32. Sản phẩm này thì sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo. Uniqlo là một thương hiệu thời trang của Nhật Bản và ngày hôm nay chúng ta cũng có khá là nhiều các sản phẩm đến từ thương hiệu này để cho các bác chúng ta coi tác mác chính hãng của thương hiệu, để quý chị thấy rằng là toàn bộ các mặt hàng của nhà Sành Đồ Si đều là hàng chính hãng hết này. Bác nào yêu thích màu đen thì có thể lựa em này, chất vải cực kỳ mềm mịn thoáng mát luôn, mã C411. Và tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần với tông màu xanh than. Em này thì lại là một thiết kế của nhà Descente này. Mã sản phẩm sẽ là C412, chiều dài là 49, bụng là 58-76 và ống sẽ là 26cm. Size của sản phẩm sẽ từ 20-28. Nhìn chung thì các cái sản phẩm quần short thể thao này nó rất là dễ mặc, dễ dùng và bao giờ thì nó cũng là thiết kế xu chơi đơn giản thôi, nên là các bác chúng ta cứ ưng màu sắc hoặc là vừa vặn với sản phẩm nào thì cứ thế các bác chúng ta chốt đơn. Còn chất liệu thì nhà Sành Đồ Si bao chất cho mình. Và cái thứ hai nữa là độ mới của các sản phẩm nó rất là cao, nên là các bác chúng ta cũng yên tâm mình lựa chọn. Em này thì sẽ có mã là C412. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần đến từ thương hiệu Mizuno, một thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Bác nào yêu thích những cái tông màu nổi bật một chút thì có thể lựa cho em này. Tông màu chủ đạo của em này nó là cái tông màu cam. Mã sản phẩm là C413, chiều dài là 44, bụng là 66-78 và ống thì là 31cm. Size sẽ từ 24-29, các bác có thể mặc vừa. Mọi thông số thì quý chị có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần short thể thao tông màu rêu, xanh rêu. Mã sản phẩm là C414, chiều dài là 42, bụng là 72-84 và ống sẽ là 27cm. Em này thì sẽ có size từ 26-32 này. Và đây thì sẽ là một thiết kế của thương hiệu Wu, cũng là một thương hiệu thời trang của Nhật Bản luôn. Tag mark thì nó sẽ nằm ở bên trong, các bác về các bác có thể là check lại thoải mái luôn. Đây, tag của Gu sẽ nằm ở bên trong này. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là mã C414 này, để show luôn tag mark đầy đủ ra để cho các bác chúng ta coi một sản phẩm chính hãng của nhà Gu. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con quần short thể thao tông màu trắng này. Mã sản phẩm là C415, chiều dài là 48, bụng là 66-78 và ống sẽ là 25cm. Size của sản phẩm là từ 24-29, các bác có thể mặc vừa. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu Fila. Đa số các cái dòng quần short thể thao nó sẽ thường là xuất phát là từ các cái thương hiệu thời trang thể thao rất là lớn trên thế giới luôn. Đây là các bác chúng ta cũng tranh thủ chúng ta đặt hàng những cái sản phẩm này rất là đẹp. Mã C415. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần với tông màu đen. Bác nào yêu thích những cái thiết kế suông chưa đơn giản, cái phong cách tối giản thì có thể lựa cho em này. Mã C416, chiều dài là 50, bụng là 86-100 và ống thì sẽ là 29cm. Size của sản phẩm là từ 33-40. Các bác có thêm mặc vừa. Form suông ống rộng này, chất rất là mềm mịn thoáng mát. Mã C416. Và tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần short thể thao với tông màu xanh than. Đây cũng là một sản phẩm của nhà Descente luôn. Mã sản phẩm là C417, chiều dài là 45, bụng là 68-76, ống sẽ là 24cm. Size của sản phẩm là từ 24-28. Các bác có thêm mặc vừa. Em này thì form dáng sẽ hơi ôm một chút, nên là các bác mặc lên nó sẽ rất là gọn gàng này. Mã sẽ là C417. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần cũng với tông màu xanh than. Em này thì là một sản phẩm của nhà Mizuno, thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Mã C418, chiều dài là 48, bụng là 72-98 và ống thì sẽ là 26cm. Size của em này thì sẽ từ 26-39 này. Cũng là một con quần thể thao rất là cơ bản basic để cho quý chị chúng ta lựa chọn. Bác nào yêu thích tông màu xanh than thì có thể là lựa ngay cái sản phẩm này của nhà Mizuno, mã C418. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ lại là một con quần short thể thao tông màu đen và không có họa tiết gì ở bên trên luôn. Mã sản phẩm sẽ là C419, chiều dài là 56, bụng là 86-104, ống sẽ là 27cm và size của sản phẩm là sẽ từ 33-42. Các bác có thêm mặc vừa. Rồi chúng ta đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một con quần short tông màu ghi đậm. Em này phối màu rất là đẹp luôn. Đây các bác có thể là coi qua một chút các cái chi tiết của sản phẩm này. Mã sẽ là C420, chiều dài là 52, bụng là 74-84, ống sẽ là 24cm. Size của sản phẩm sẽ từ 27-32.
hai, các bác có thể mặc vừa. Em này phải nói là độ mới rất là cao này, chất liệu thì rất là mềm mại thoáng mát luôn, các bác sử dụng trong mùa hè năm nay là rất hợp lý rồi. Chúng ta còn có thêm là dây đai bên trong để cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cao, đó mã sẽ là C420. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Lucy. Đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng đã theo dõi phiên live ngày hôm nay đến những giây phút cuối cùng, và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sành Lucy xin được kính chúc quý chị chúng ta gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như là luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ nhà sành Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.